tử vi tuổi Mậu Thìn 1988 tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã quay trở lại với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý anh chị thân mến, hôm nay kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ về vận trình của các gia chủ tuổi Mậu Thìn trong tháng 12 âm lịch. Với mong muốn anh chị có thể nắm được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc đạt được những kết quả mong đợi và tránh những thị phi, rủi ro. Vậy trong tháng 12 âm lịch, những người tuổi Mậu Thìn có gặp may mắn, tài lộc, làm ăn phát đạt hay là gặp đen đủi, xui xẻo, đủ đường? Công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh? Mời anh chị cùng theo dõi video của chúng tôi để biết chi tiết, cụ thể. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Quan tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12 âm lịch, từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 năm 2021 dương lịch. Tháng Kỷ Sửu có nạp âm là Phích Lịch Hỏa, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu Thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hải Ngọ, Phá Thìn, Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Mậu Thìn trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 2 tháng 12, tức ngày 14 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất. Thứ hai là ngày âm lịch 14 tháng 12, tức ngày 26 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất. Thứ ba là ngày âm lịch 26 tháng 12, tức ngày mùng 7 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tuất. Đây là ba ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Thìn trong tháng 12 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 1 tháng 12, tức ngày 13 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu. Thứ hai là ngày âm lịch 13 tháng 12, tức ngày 25 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Thứ ba là ngày âm lịch 25 tháng 12, tức ngày 6 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Đây là ba ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành độc thổ, nghe giờ mua xe mới, nghe giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Thìn 1988 trong tháng 12 âm lịch. Trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh, sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Họ thường rất thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Xem tử vi tháng 12 âm lịch của người tuổi Mậu Thìn có cho thấy rằng tháng 12 không phải là tháng may mắn với bản mệnh trên mọi phương diện. Vận trình công việc, tài vận, tình duyên sẽ khá ảm đạm. Kỷ âm thổ gặp thìn dương thổ nên gọi là kiếp tài, nghĩa là bị thân khắc.
Trong ngày này, những gia chủ Mậu Thìn sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý, cẩn thận, sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Trong tháng này, các gia chủ Mậu Thìn sẽ cần chú ý ngày âm lịch 14 tháng 12, tức ngày 26 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng, ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn thuận lợi trong công việc, công danh, tài lộc, quý gia chủ Mậu Thìn nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Sự nghiệp của tuổi Mậu Thìn. Bước sang tháng 12 âm lịch, công việc của tuổi Mậu Thìn sẽ bắt đầu sa sút. Bản mệnh gặp phải đủ chuyện phiền phức, rắc rối, không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đã cố gắng để có thể đảm bảo được tiến độ công việc, nhưng không được như ý. Tình hình trước mắt biến động liên tục khiến cho bản mệnh trở tay không kịp. Có nhiều vấn đề chưa kịp giải quyết thì đã phát sinh nghiêm trọng hơn, sẽ gây ra sự cố bất ngờ. Bản mệnh còn gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đối thủ, cạm bẫy khắp nơi khiến cho những người tuổi Mậu Thìn đôi khi chán nản, chỉ muốn buông xuôi. Công danh sự nghiệp bị cản trở, suy nghĩ tiêu cực, bi quan sẽ khiến cho người tuổi Mậu Thìn sẽ đánh mất đi quyết tâm của mình. Có thể một bước vấp ngã là chẳng thể đứng dậy được. Bản mệnh cần tự sốc dậy tinh thần cho chính mình trước khi quá muộn. Hơn nữa, sự tính toán nghi ngờ sẽ khiến cho những người xung quanh xa lánh. Tuổi Mậu Thìn nên chú ý để hài hòa hơn trong các mối quan hệ. Có vậy thì cuộc sống của bạn mới dễ thở, đón được nhiều điều may mắn. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải phần hận không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Mậu Thìn nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Quý vị thân mến, trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội tư vấn miễn phí từ thầy Gia Cát tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại được hiển thị trên màn hình. Tài lộc của tuổi Mậu Thìn. Trong tháng 12 âm lịch, tuổi Mậu Thìn sẽ gặp những khó khăn trong chuyện kiếm tiền. Tiểu nhân vận vượng, bản mệnh có thể sẽ bị những kẻ xấu bụng bày mưu tính kế hãm hại, tiền bạc tổn hao, nhất là chuyện kinh doanh bất thuận, lợi nhuận sụt giảm nhanh chóng. Xem xét về tài vận, tháng 12 âm lịch này, tuổi Mậu Thìn khó mà có được tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi mà công việc của bản mệnh đang khá bấp bênh, chưa tìm được điểm đột phá. Bên cạnh đó, bản mệnh còn đang trên đà tiến bước, sắp được nhận thành quả do công sức mình bỏ ra thì lại bị nẫng tay trên. Các mối quan hệ xã giao ở thời điểm hiện tại cũng không được tốt nên chỉ biết ngậm ngùi, chấp nhận chứ chẳng thể kêu ai. Tiền bạc kiếm được trong tháng khá ít ỏi, thường phải giành giật, bon chen vất vả mới thu được tiền về tay. Vì thế mà bản mệnh nên học cách tiết kiệm, chớ tiêu hoang phí quá mức. Để may mắn thành công, các anh chị tuổi Mậu Thìn hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa của Phật Pháp cùng sự chất lọc, những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Tình cảm và gia đạo của tuổi Mậu Thìn. Người tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 vốn là người hướng ngoại, bạn thích thể hiện bản thân mình. Những người độc thân trong tháng này sẽ tìm được người bạn mong muốn tại các buổi gặp gỡ, họp mặt. Hãy mạnh dạn tìm hiểu sẽ đạt được kết quả như bạn mong muốn. Tuy nhiên, đối với người đã có gia đình thì tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Mậu Thìn cho biết có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ của gia đình bạn.
bạn thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn như thế xảy ra. Tuy nhiên, trong tình huống này, bản mệnh không nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần và mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Đồng thời, bạn nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình vợ, chồng để giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Là bậc làm cha, làm mẹ hay là những tấm gương tốt để con cái noi theo. Để kích hoạt đào hoa của người tuổi Mậu Thìn, hãy sử dụng vòng tay tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho người độc thân. Sức khỏe của tuổi Mậu Thìn. Tử vi tháng này có cho rằng tháng 12 âm lịch có thể có một số việc ngoài ý muốn xảy ra nếu người tuổi Mậu Thìn không cẩn thận. Đây là điểm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bạn không được làm quá sức, nếu không sẽ khiến khả năng tập trung bị giảm sút, sẽ bị sai giấy tờ. Hơn nữa khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng, nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lại. Chính vì vậy, để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bạn cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Ngoài ra, để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Mậu Thìn cần mang bên mình vòng tay tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh phong thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận trình của tuổi Mậu Thìn trong tháng 12 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!